Trấn Thành và Thu Minh, vua và nữ hoàng của Idol Lố Lệ trên truyền hình Việt Nam. Khi nhắc đến chương trình truyền hình, đặc biệt là những game show sôi động, khán giả luôn mong chờ những giây phút hài hước và thư giãn. Nhưng có lẽ đôi khi, không phải trò đùa nào cũng được đón nhận như mong đợi. Câu chuyện mới nhất liên quan đến Trấn Thành và Thu Minh, những ngôi sao lớn của làng giải trí Việt, đang làm cộng đồng mạng dậy sóng vì màn bình phẩm quá đà ý về ngoại hình của ca sĩ Phạm Anh Duy trong chương trình Our Song. Có lẽ, một số người sẽ bảo rằng đó chỉ là những phút đùa vui trên sóng truyền hình. Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng cười thoải mái trước những lời nhận xét đó. Khi Joker xuất hiện, không cần hóa trang. Mọi chuyện bắt đầu khi Phạm Anh Duy xuất hiện trên sân khấu với vai Joker, nhân vật nổi tiếng với nụ cười bí ẩn và đáng sợ. Anh đã hóa thân đầy ấn tượng, nhưng có lẽ chính sự hóa trang này lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Thu Minh và Trấn Thành. Không bỏ lỡ cơ hội, Thu Minh nhanh chóng nhận xét, bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải mết úp. Nó toan hoác như thế này. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhiệt tình mô phỏng bằng đôi tay để minh họa cho độ y rồng y của miệng Anh Duy. Như thể chưa đủ, Trấn Thành, với vị thế MC của chương trình, tiếp tục thêm vào, để chị biết không, Duy có thể một lúc ăn hết 3 chiếc hamburger. Chưa dừng lại ở đó, sau khi anh Duy cố gắng y gỡ gạt e bằng câu nói, e đàn ông miệng rộng thì sang, Trấn Thành vẫn không buông tha mà chốt hạ, nhưng rộng quá thì cũng toan hoang cửa nhà. Vâng, Trấn Thành, nghệ sĩ của những câu chốt e chí mạng. Khán giả, e đùa kiểu này thì hơi quá rồi. Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng đây chỉ là những phút giây vui vẻ, không cần làm to chuyện. Tuy nhiên, không ít người cảm thấy bị xúc phạm thay cho Phạm Anh Duy, cho rằng lời nói của Thu Minh và Trấn Thành đã đi quá giới hạn của sự hài hước. Các bình luận tiêu cực liên tục xuất hiện, Thu Minh nói người ta một cách kỳ cục, lại thêm Trấn Thành nữa. Cả hai người đều vô duyên, Thu Minh dùng từ ghê quá. Miệng của người ta vậy mà kêu toan hoác, có cần phải nói thẳng vậy không? Thật là kỳ quặc. Nói không suy nghĩ lại bị vạ miệng đấy. Quả thật, khi một câu nói hài hước biến thành lý do để chỉ trích, có lẽ người trong cuộc cũng cần phải suy nghĩ lại về lời ăn tiếng nói của mình. Chuyện cũ lặp lại, đều Trấn Thành và nghệ thuật đùa nhạy cảm. Đây không phải là lần đầu Trấn Thành rơi vào lùng xùm với những trò đùa việc kém duyên gì của mình. Trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, anh từng làm cả trường quay e cạn lời ở khi vô tư gọi Đức Phúc lại Hải Ly e chỉ vì bộ răng đặc trưng của nam ca sĩ. Và để làm rõ hơn e ý tưởng y của mình, Trấn Thành không ngần ngại mô tả nụ cười của Đức Phúc theo kiểu chẳng mấy ai muốn nghe trên sóng truyền hình. Và ai có thể quên được khoảnh khắc Trấn Thành y gây bão y trên rap Việt khi thí sinh Juno Big Boy vừa xuất hiện. Không đợi lâu, anh liền liên tiếp tung ra những câu hỏi y trời ơi đất hỡi, y ở đâu ra con người một tạ mấy trên sân khấu? Bạn có ăn uống bình thường như người ta không? Bạn bao nhiêu ký? Rồi thậm chí còn mang cả chiếc bánh bao đang ăn dở lên sân khấu, vẫy vẫy và nói, còn nửa cái bánh bao đang ăn dở, quất luôn không? Nghệ thuật đùa giỡn hay chỉ là lời lẽ miệt thị? Làng giải trí Việt vốn không thiếu những trò đùa hài hước, thậm chí có phần táo bạo. Nhưng rõ ràng, có một ranh giới mỏng manh giữa sự hài hước và sự thiếu tôn trọng. Câu chuyện của Trấn Thành và Thu Minh chỉ là một trong những ví dụ điển hình của việc đi quá đà trên sóng truyền hình. Đùa vui hay miệt thị ngoại hình vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Và mỗi nghệ sĩ cần có cái nhìn sâu sắc hơn về tác động của những câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó. Hài hước ở đâu khi có người không cười? Đúng là trong nghệ thuật, đôi khi việc đùa giỡn là điều cần thiết để mang lại không khí vui vẻ. Nhưng những lời nói đùa cũng có thể trở thành lưỡi dao hai lưỡi khi nó chạm đến sự tự tin và cảm xúc của người khác. Không ít người cho rằng Trấn Thành và Thu Minh đang lạm dụng cái gọi là nghệ thuật châm biếm, biến nó thành vũ khí để gây cười mà không cân nhắc đến cảm nhận của đối phương. Kết luận, làm sao để đùa không thành? Xúc phạm. Câu chuyện của Trấn Thành, Thu Minh và Phạm Anh Duy không chỉ là câu chuyện của riêng họ, mà còn là vấn đề chung của làng giải trí. Rõ ràng, nghệ thuật đùa giỡn cần có sự tinh tế, cần một liều lượng đúng đắn để không biến những trò đùa thành công cụ miệt thị. Với những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn như Trấn Thành và Thu Minh, một câu nói không chỉ là sự thể hiện cá nhân mà còn mang theo thông điệp rộng lớn cho cộng đồng. Vậy lần sau, có lẽ các ngôi sao của chúng ta cần học cách cười mà không làm tổn thương ai, hoặc ít nhất, hãy chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ cười cùng họ, chứ không phải cười y lại ý họ.
Thu Minh nói người ta một cách kỳ cục, lại thêm Trấn Thành nữa. Cả hai người đều vô duyên, thì Thu Minh dùng từ ghê quá. Miệng của người ta vậy mà kêu toan hoác, để có cần phải nói thẳng vậy không? Thật là kỳ quặc. Nói không suy nghĩ lại bị vạ miệng đấy, khán giả bình luận dưới video. Đây không phải lần đầu Trấn Thành và các nghệ sĩ Việt vướng tranh cãi miệt thị ngoại hình đồng nghiệp. Trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành bị chỉ trích kém duyên khi bình luận về Đức Phúc. Khi Ngô Kiến Huy hỏi Giàng Cố vẫn mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào, Trấn Thành chen ngang lượt của Đức Phúc và nói, đừng nhìn cái răng của Đức Phúc. Tôi nghĩ làm con Hải Ly là hợp. Không dừng lại ở đó, nam MC còn mô tả lại nụ cười của Đức Phúc để gây cười. Trong chương trình Rap Việt và ở phần thi của Juno Big Boy, MC cũng đã bị chỉ trích. Ngay khi thí sinh này xuất hiện, MC liên tiếp hỏi, ở đâu ra con người một tạ mấy trên sân khấu, bạn có ăn uống bình thường như người ta không, bạn bao nhiêu ký? Trấn Thành thậm chí mang chiếc bánh bao đang ăn dở lên sân khấu và hỏi, còn nửa cái bánh bao đang ăn dở, quất luôn không?